Tuấn Anh. Sút xa khá nguy hiểm. Thêm một cú đá từ xa nữa của Xuân Trường. Của các tiểu vương quốc Ả Rập nhất sẽ trở nên rất đáng gờm. Abdullah Ali là cầu thủ tâm như trận đấu, rất sáng tạo. Hai đường bóng vừa rồi là của Đức Huy và sẽ có penalty. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha phối hợp giữa Công Phượng và Đức Huy. Công Phượng đối mặt với Afalahi. Rất tốt, tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Niềm vui đã đến với các cổ động viên của U23 Việt Nam trên khán đài sân Grand Hamad. Kết quả của tinh thần quyết tâm khi nhập cuộc và một lối chơi hợp lý của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta đã tạo ra sức ép, tạo ra những cơ hội và đã có được quả penalty. Pha xử lý rất tốt. Chuyền của Xuân Trường không được, vẫn còn, có thể dứt điểm, rất nguy hiểm. Vừa rồi thủ môn của đội bạn đã phạm sút xa. Vừa rồi đối phương chuyền bóng hơi non. Rất tiếc, đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là tình huống phản lưới nhà của Hoàng Lâm. Từ một tình huống chơi bóng bổng của đội bạn thì hậu vệ của chúng ta đã lúng túng phản lưới nhà. Đó quả là một điều hết sức đáng tiếc. Trận khá tốt và vẫn có nhiều hy vọng để tìm kiếm thêm bàn thắng. Công Phượng, Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh, rất tốt. Tỷ số là 2-1 cho U23 Việt Nam. Niềm vui lại lần nữa đến với các cổ động viên của Việt Nam. Bàn thắng được ghi một cách khá bất ngờ đến từ nỗ lực của Tuấn Anh. Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu lần này sau pha phối hợp với Công Phượng. Dùng kỹ thuật loại bỏ một loạt các hậu vệ của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trước khi tung ra cú dứt điểm. Rất hay. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Tuấn Anh. Cú đá. Lại là pha xử lý của Alak Berry. Và lưới của U23 Việt Nam lại rung lên một lần nữa. Tỷ số là 2-2. Một bàn thắng đầy bất ngờ. Mạnh Hùng đã để cho Alak Berry vượt qua. Và cầu thủ này khi phát hiện thấy bàn tiến lên hơi cao đã quyết định thực hiện một lộ bóng về phía khung thành của U23 Việt Nam. Không thể cứu thua trong pha bóng này. Văn Tiến đã nỗ lực lùi về. Trước khi bóng làm tung lưới của chúng ta thì bóng đã chạm vào cột dọc. Sẽ có penalty cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất khi bóng đã chạm tay một cầu thủ Việt Nam. Một thẻ đỏ đã được rút ra. Thẻ đỏ dành cho Xuân Trường. Hasmi đã thành công với cú đá của mình. Tỷ số là 3-2 cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khi mà đội bạn thực hiện nhiều hơn những tình huống bóng bổng, nguy cơ bị thủng lưới của U23 Việt Nam cũng bắt đầu cao hơn.
liên tục những tình huống chơi bóng ở tầm cao của cầu thủ áo trắng đã gây ra sự lúng túng.